nhớ về thăm em phải. Cắn lúc có phà, đói mờ mắt và rát cắt thịt cắt da. Chỉ thương em khi vắng hình cha bóng mẹ. Bài thơ Thương làm chỉ tôi của nhà thơ Nguyễn Khắc Tú, Thu Thủy diễn ngâm. Mọi người xa quê, hai chị em ở lại. Hai bờ sông lắm sao mà xa quá vậy. Nhớ về thăm em phải cắn lúc có pha. Đói mờ mắt và rét cắt thịt cắt da. Chỉ thương em khi vắng hình cha bóng mẹ. Chồng ở Lai Châu một lần về đâu dễ. Thân một mình một lần với hai đứa con. Ăn không đủ no nên thân chỉ gầy con. Các cháu cũng gầy xương với da bọc lại. Học không đến nơi em ôm sách học mãi. Đói quằn lòng lại về kiếm chỉ bữa cơm. Cũng có khi em mò đến nhà em liêng, lấy cớ đến thăm những kiếm ăn là chính. Một thở đau thương, một thời như trại linh. Nhớ đến là em ơn lành quá rung minh. Quần vá chằng áo rách rưới nghỉ ma kinh. Được tấm vải vì thương em đành chia sẻ. Đã quên nhưng em đây thì không thể. Sống vốn khác chi con thú ngoài đồng. Ký ức ngày xưa mãi mãi ở trong lòng. Đã một thời qua em ngã có chỉ nâng. Thế rồi cũng qua một thời đầy khổ cực. Với em thế nào em ghi vào ký ức. Một chén cơm thôi xin ghi nhớ trọn đời. Em liếng hỏi rằng thương em rửa anh ơi. Em trả lời anh ăn mất cơm của cháu. Anh lực nay đã đi thật xa khuất núi. Kỷ niệm anh em nhớ lại lúc đói nghèo. Mới đâu đây mà ngày tháng cứ trôi vèo. Nay em đã vượt qua mốc sau chục tuổi. Bao tháng năm chị em mình đã chìm nổi. Rồi hôm nay ta mới ngóc được đầu lên. Cuộc sống tốt hơn cha mẹ lại quý tiên. Còn năm chị em phải quyền huynh thế phụ. Nhà cửa ở quê thì nay không còn nữa. Chỉ em nay lại mỗi kẻ ở mỗi phương. Con cháu làm ăn mỗi đứa ở mỗi đường. Tối lửa tắt đèn đành nhờ người ta cả. Có sản vật cũng không kêu em được nữa. Vàng dặm xa xôi chứ đâu có ít gì.
không biết mừng gì. Chị mong sao cho chị luôn luôn khỏe mạnh. Trời chuyển đông Phan Rang nay trời đã lạnh, hoàng hôn buông không gian nhuộm sắc đường buông. Tuổi cao rồi hay nghĩ chuyện ở quê hương, thương chị lắm chị ơi, em thương nhiều lắm.